quý vị, hiện nay giấy đi đường QR code đang được dư luận và doanh nghiệp tại Đà Nẵng đánh giá cao bởi sự tiện dụng và hiệu quả. Tuy nhiên, việc triển khai loại giấy đi đường này cũng đang đứng trước thách thức từ những nhu cầu thực tế đời sống đem lại. Chính vì vậy, thành phố đang tiếp tục nỗ lực hoàn thiện hơn nữa hệ thống cấp giấy đi đường QR code để góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Thay vì kiểm tra nhiều loại giấy tờ như trước đây, người ra đường chỉ cần đưa giấy có mã QR để thực hiện công tác kiểm soát tại chốt. Ngoài việc kiểm soát trên bản giấy, người dân có thể tích hợp giấy đi đường trên thiết bị di động, nên việc kiểm soát được rút ngắn thời gian và tránh tiếp xúc trực tiếp. Trong đợt cấp giấy đi đường lần này, Đà Nẵng đã triển khai việc cấp giấy thông qua hệ thống trực tuyến. Vì vậy, người dân sẽ nhận được kết quả thông qua email đăng ký mà không phải đến tiếp xúc trực tiếp. Cái giấy như đây chỉ cần qua, chỉ cần điện thoại, chỉ cần chụp một cái quét mã QR xong rồi tụi em có thể đi được. Còn mấy bữa giấy tờ kiểm tra rất là lâu. Đấy là cái việc làm rất là thiết thực, giảm cái thời gian công sức đi lại, người dân ở nhà có thể nộp hồ sơ trực tuyến và cán bộ phường giải quyết rất là nhanh gọn và trả kết quả cũng trên hệ thống. Người dân chỉ cần in ra là đã nhận được cái giấy đi đường ở nhà. Tuy nhiên, vì những nhu cầu trong thực tế cuộc sống là rất đa dạng, cũng như việc vận hành hệ thống phần cứng, phần mềm, các loại thiết bị đầu cuối xác minh giấy đi đường QR code tại một số địa phương, đơn vị vẫn còn chưa thông suốt. Nên trong quá trình triển khai loại giấy này, cũng nảy sinh một số vấn đề, chưa thể đáp ứng được đầy đủ tất cả yêu cầu đặt ra. Do cái mã QR code chưa thể hiện được như trước đây, làm hạn chế cái việc kiểm tra của lực lượng chức năng, nên là gây ách tắc một số nơi. Muốn đi làm giấy tờ để về hưu, tức là người ta nghĩ trong thời gian dịch đến bây giờ người ta đến tuổi về hưu thì người ta nhận tiền hưu thì lại không làm được giấy tờ. Đó, cho nên có những cái người dân cũng thiết tha lắm, cần cấp bách của người dân thôi, chứ họ cũng phải là muốn giấy đi đường đi đâu cả. Nắm bắt được những vấn đề trong việc cấp giấy đi đường QR code, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã thường xuyên có những chỉ đạo, đề nghị các địa phương, sở ngành cần thấu hiểu và chia sẻ với người dân, doanh nghiệp về những khó khăn, trở ngại. Đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan cần nhanh chóng cải tiến hơn nữa việc cấp giấy đi đường QR code. Sở Truyền thông là công chí cũng đang tiếp tục làm, nhưng mà tôi đề nghị là công chí tiếp tục hoàn thiện rồi khắc phục, và đặc biệt là giải quyết các vướng mắc theo phản ánh của các địa phương, rồi các đơn vị và cá nhân. Hiện nay, toàn thành phố đã cấp hơn 120.000 giấy đi đường và dự báo hơn 300.000 yêu cầu cấp giấy vẫn đang chờ được xem xét. Trước tình hình số lượng cấp giấy ngày càng tăng lên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đã yêu cầu người đứng đầu các sở ngành quận huyện, phường xã phải chịu trách nhiệm về việc cấp giấy, nhất là siết chặt việc kiểm tra, phải làm ngay từ khi người dân đi ra khỏi khu dân cư, để đảm bảo giấy đi đường được cấp đúng người, đúng đối tượng.